Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11, người phụ nữ vô cùng hoảng loạn khi bị mắc kẹt dưới giếng thang máy trong một căn nhà ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã được các đơn vị phối hợp nhanh chóng giải cứu an toàn và hiện nguyên nhân khiến cho người phụ nữ bị mắc kẹt trong giếng thang máy đang được làm rõ. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 24 tháng 11, người dân đã phát hiện một thang máy tại nhà dân trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bị rơi và có người đang mắc kẹt, cho nên trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo trên, thì lực lượng chức năng quận 10 đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của công an quận 10 gồm 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến cứu hộ. Nạn nhân đã nhanh chóng được đưa ra ngoài an toàn và tại hiện trường nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng mà trong tình trạng hoảng sợ, khóc và được các chiến sĩ trấn an tinh thần, sau đó đưa đến bệnh viện. Tiếp tục chương trình sẽ là những tin vắn về an ninh trật tự đáng chú ý. Khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 11 đã xảy ra vụ cháy lớn ở tổ 8, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, An Giang. Ngọn lửa xuất phát từ căn nhà ông Hồ Văn Ròn rồi cháy bùng lên. Thấy cháy, hàng xóm chi hô để mọi người tham gia dập lửa. Ngay sau khi nhận được tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc đã tới khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do gió lớn trời lại hanh khô, các căn nhà đều làm bằng vật liệu dễ cháy nên gần 1 giờ sau, ngọn lửa mới bị khống chế. Vụ hỏa hoạn đã làm 8 căn nhà bị cháy, trong đó 7 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy xém. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ đồng. May mắn, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công đường dây mua bán người, bắt giữ 3 đối tượng và giải cứu thành công 4 phụ nữ bị các đối tượng chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa, Hồ Thị Vớn, sinh năm 1989, trú tại Hải Phòng và Nguyễn Châu Tuấn, sinh năm 1992, trú tại Hậu Giang. Các đối tượng khai nhận trước đó đã đưa được 5 phụ nữ khác vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đổ vỡ hoặc nợ nần túng quẫn, có nhu cầu tìm việc làm ngay. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ những người phụ nữ này hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc hoặc kết hôn với người Trung Quốc và được trả lương theo tháng với mức lương từ 80 triệu đến 120 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra một vụ phá cây ATM của một ngân hàng nằm trên đường D27, khu phố 1, phường Hòa Phú xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 11. Kẻ đột nhập phá cây ATM nhưng do chuông báo động kêu nên bảo vệ của một công ty bên cạnh phát hiện. Đối tượng đã tẩu thoát và chưa kịp lấy tiền. Ghi nhận tại hiện trường, két sắt đựng tiền nằm trong cây ATM bị đập phá ngổn ngang cùng nhiều dụng cụ. Camera an ninh ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đeo khẩu trang đi bộ từ ngoài đường vào trụ ATM. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát của cặp đôi trẻ xảy ra giữa đường gần bờ kè Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không rõ nguyên nhân vì sao, nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm vừa la lối chửi bới, vừa kéo tay giật tóc cô gái mặc áo vàng. Một cô gái khác đi cùng chạy tới can ngăn nhưng cũng bị thanh niên này tát, dằn mặt không được can thiệp vào chuyện của họ. Chứng kiến các cô gái bị đánh, hai người đàn ông gần đó nóng mắt liền đánh nam thanh niên tại chỗ. Sau đó thanh niên lên xe và rời đi một mình.